ngoài ra. Đây mình có thể dùng cái khăn. Ví dụ giả sử cái bức tường này là cái thành giường ở bệnh viện của em. Em đặt cái mông của mình sáp vào đây, dùng cái khăn nó đỡ cái phần thắt lưng dưới ở phía chỗ này. Đặt sát cái lưng của mình vào đây. Rồi nhớ cái khăn của mình á, mình muốn luồn xuống dưới thì mình nằm xoay qua một bên rồi mình lăn qua ha, để bảo vệ cái lưng của mình. Rồi vươn hai chân lên, dựa vào cái thành giường và mình giữ ở đây, vai của mình dán xuống dưới giường thả lỏng. Cái khăn này nó sẽ đỡ cái phần thắt lưng của mình, để cái thắt lưng của mình nó không bị hõm bên đấy. Trong trường hợp cái giường của mình á, nó bị mềm quá, nó lún quá thì nó sẽ hỗ trợ mình. Rồi hoàn toàn thả lỏng, mình cứ giữ ở đây chừng 5 phút cũng được ha, để cái cơn chân của mình á, máu nó chạy dồn về phía tim để lọc máu tốt hơn. Thả lỏng ở đây, thậm chí là mình có thể nằm đọc sách ở đây cũng được. Nhưng mà chị khuyến nghị là mình nên tập trung vào hơi thở, đừng để cái đầu óc mình nó đi lang thang, tập trung vào đây. Nằm một hồi lâu chán quá thì mình có thể từ từ mở rộng hai chân mình sang hai bên. Đó, thì mình lại căng giãn được cái phần cơ đùi, má đùi trong này của mình luôn. Mình làm được tới đâu thì làm, không cần phải cố gắng. Giữ lâu một chút. Ok, rồi mình muốn đi lên thì từ từ, từng chân một mình đi lên. Rồi tiếp theo mình sẽ cố gắng dùng cái lực ở tường á, nó sẽ hỗ trợ cho cái lưng của mình. Mình đi vào đứng trên vai với cái sự hỗ trợ của cái tường hoặc là cái thành giường ở chỗ em. Nhấn cái vai mình xuống dưới sàn, hít và nâng cái người mình đi lên nè. Ấn cái cổ của mình về phía ngực. Rồi thở ra, đi xuống. Mình sẽ có nhiều lựa chọn cho cái chân ha. Cái chân mình có thể duỗi thẳng ở đây, hoặc là mình co lại, tùy vào cái sức lực của mình lúc đó mình cảm thấy như thế nào là vừa với cái thân người của mình. Bài tập này cũng rất tốt cho những người bị giãn tĩnh mạch ha. Rồi hít lại, thở xuống, tiếp tục lại, thở xuống. Mình làm như vậy khoảng 5 tới 10 lần. Hít lại, thở xuống, lên, xuống. Rồi, hít lại, thở xuống, đi lên, thở ra đi xuống. Ok, nếu tới đây mà mình vẫn còn sức thì mình lên một chút nữa, lên sâu vào để tác động vào cái phần vai và cổ của mình nhiều hơn một chút. Nhớ kiểm tra lại cái cổ của mình thẳng, đừng xoay đầu mình qua lại hai bên trong cái tư thế này nha. Nó sẽ giải tỏa cái phần hông này của mình rất là nhiều, đồng thời tăng cường sức mạnh cho cái vai và cổ của mình. Cái việc mình ấn vào cái phần hầu họng của mình á, ở đây là cái tuyến giáp, thì nó sẽ tăng cường cái việc mà mình bài tiết trong cơ thể luôn. Rồi, đi xuống. Ok, nhẹ nhàng lăn cái lưng mình sang một bên, tháo cái chân ra, tháo cái chân hoặc cái khăn ra, rồi ôm đầu gối về phía ngực, lăn người mình qua hai bên. Ok, vậy là kết thúc một bài tập chừng 10 phút buổi sáng. Cứ tập đi, rồi trong trường hợp có gì thắc mắc hoặc là làm không được thì cứ nhắn tin hỏi chị nhé. Căng giãn toàn thân, và mình sẽ lợi dụng cái cạnh giường của mình để mình đứng mình tập luôn ở trong phòng trên thành giường. Nếu như trong trường hợp mà cái giường của mình mà chân của em không thể chạm được xuống dưới đất, mình ngồi nó hơi khó, thì mình dùng cái ghế hay bất cứ một vật dụng nào đó để nó đỡ được cái chân của mình. Mình đạp cái chân của mình lên, đạp cái chân của mình lên như vậy để cho cái phần đầu gối nè, cái phần cổ chân, đầu gối và đùi của mình, hông của mình nó nằm trên một đường vuông góc. Như vậy là tốt nhất cho cái tư thế ngồi của mình ha. Lưng, đỉnh đầu và lưng của mình thẳng. Mình sẽ khởi động với cái chân trái của mình trước, vắt cái cổ chân trái của mình lên trên cái đùi bên phải. Nếu đùi mình căng quá thì mình cứ giữ như vậy, không sao hết ha. Mình cứ mở ra theo nhịp cơ thể của mình. Hít vào, thở ra, rướn cái người mình tới phía trước, rướn cái thân người mình tới phía trước. Rồi mình giữ ở đây, trụ vững ha. Nó sẽ khá là căng cái phần đùi của mình ở đây. Cứ giữ ở đây, hít thở.
giữ lưng thẳng. Ok, hít vươn lên, thở ra, nhẹ nhàng hạ chân trái của mình xuống, tương tự như vậy, đổi bên. Hít vào, bắt chân phải lên, vươn tay, thở gập. Mềm vai ra ha. Khi mình xuống tới nơi rồi thì mình sẽ điều khiển cơ thể của mình theo nhịp thở. Thở tới đâu thì mình mềm người mình tới đấy, đừng gồng quá. Mình đang tập trung vào việc căng giãn các cơ của mình đang bị căng. Rồi, hít đi lên, thở ra, hạ chân phải của mình xuống. Bây giờ hít vào, nâng cái chân trái mình lên, ôm đầu gối, kéo sát đầu gối của mình về phía ngực. Mình kéo được tới đâu thì kéo, mềm vai ra. Rồi, thở ra, đổi bên, tương tự như vậy, kéo chân phải lên, thở xuống. Mình có thể làm luân phiên như vậy 5 lần mỗi bên. Về, đổi bên phải, đi về, bên trái, về, bên phải, về, hít bên trái lên, đi về, bên phải, đi về lần cuối nào, trái, đi về, phải, đi về. Ok, rồi bây giờ mình đứng lên khỏi cái giường của mình. Khi mình lên tới nơi á, thì mỗi một lần như vậy cái đùi mình nó lại thẳng ra. Nếu như trong trường hợp không thể thẳng được thì cũng không sao, mình cứ cong lại chút xíu rồi người mình nó gập xuống như thế này là được. Còn nếu mà quá căng mình, tay mình có thể dựng vị vào trên giường, miễn sao để được cái lưng, cái hông của mình thẳng gập xuống. Mình có thể đi lên là child pose, chân lên tới đâu nhắm lại một chút xíu, thả lỏng hết vai đầu cổ ra, chậm rãi trùng đầu gối lại, mình cuộn từng đốt sống lưng một, đi lên. Đi lên xong mình đứng ở đây một chút xíu cho mình hết chóng mặt hoàn toàn, rồi mình hãy mở mắt ra để mình làm những cái động tác khác. Tiếp theo mình vận động lên cái phần thân trên mình, hai chân mình đứng vững chãi, mở rộng chân bằng với cái hông. Cái bụng dưới và em siết cái cơ đùi vào mà nó bị căng quá cái phần này thì em lùi lại, tùy theo cái nhịp thở của mình.
suy yếu. Mình mở hai chân mình rộng hơn vai, hít vươn hai tay lên, thở vặn người mình sang bên trái, đừng úp cái hông của mình xuống như vậy ha. Xuống nè, mình đổi bên, bước cái chân còn lại lên, đạp chân, đưa chân phải ra đằng sau, nhớ đừng để cái hông mình nó lệch sang ha, úp chân phải, chân úp hông về, rồi đầu gối của mình thì đằng trước là vuông góc, hít vươn lên,